Kinh văn. Nhóm năm vị tỷ khưu Kiều Trần Na liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi thưa rằng: Chúng con khi ở Lộc Uyển và Kê Viên, thấy Như Lai khi mới thành đạo, nhờ nghe được pháp âm của Như Lai mà ngộ được lý tứ diệu đế. Giảng giải. Kiều Trần Na, còn gọi là A Nhã Kiều Trần Như, là một trong những đệ tử của Đức Phật. Tên ông có nghĩa là giải bổn tế, là hiểu rõ tận căn nguyên, và tối sơ giải, là người hiểu được giáo pháp đầu tiên. Ngài là người đệ tử đầu tiên của Đức Phật được giác ngộ. Ngài là bậc trưởng lão trong đạo. Ngài ngộ đạo rất sớm, lúc ấy Ngài đã lớn tuổi. Nhóm năm vị tỷ khu Kiều Trần Na liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi thưa rằng: Chúng con khi ở Lộc Uyển và Kê Viên, thấy Như Lai khi mới thành đạo. Tương truyền rằng Kê Viên là một vườn cây có nhiều loài gà sinh sống. Một hôm vườn cây phát hỏa, các con gà nhúng ướt lông của mình rồi dập tắt lửa. Người ta cho rằng đây là điểm rất kỳ đặc, nên có không khí kỳ diệu khác thường ở nơi này. Đặc điểm địa lý rất là tốt lành, những người tu tập nên tìm đến những nơi này vì sẽ hưởng được cảnh giới thiện lành ở đây. Nhờ nghe được pháp âm của Như Lai, âm thanh mà Đức Phật giảng pháp mà ngộ được lý tứ diệu đế. Đức Phật chuyển pháp luân tứ đế, tức gọi là tam chuyển tứ đế, nghĩa là Đức Phật chỉ dạy đây là khổ, tánh bức bách, đây là tập, tánh chiêu cảm, đây là diệt, tánh khả chứng, đây là đạo, tánh khả tu. Tiếp theo Ngài dạy, đây là khổ, ông nên biết, đây là tập, ông nên dứt, đây là diệt, ông nên chứng, đây là đạo, ông nên tu. Lần thứ ba Ngài dạy, đây là khổ, Như Lai đã biết, đây là tập, Như Lai đã dứt, đây là diệt, Như Lai đã chứng, đây là đạo, Như Lai đã tu. Sau khi Đức Phật chỉ dạy những điều này, Kiều Trần Na liền được giác ngộ. Trước đây trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đã giải thích về Kiều Trần Na rằng Ngài được giác ngộ nhờ hai chữ khách trần. Ngài nhận ra rằng khách chẳng phải là chủ, chủ thì chẳng đi đâu, trong khi khách thì có đi có đến. Kiều Trần Na nghe pháp âm của Đức Phật và ngộ đạo. Thanh âm của con người rất là quan trọng. Tiếng nói của quý vị nếu có âm vang, âm thanh mạnh mẽ và rõ ràng, mọi người sẽ rất thích thú khi nghe quý vị giảng pháp. Nếu lời nói không rõ và nói lắp bắp ngập ngừng thì người ta sẽ không muốn nghe quý vị nói. Âm thanh của Đức Phật trong như pha lê, như tiếng gầm của sư tử. Bất luận chúng hội có đông bao nhiêu người, họ đều được nghe pháp âm của Đức Phật và họ đều hiểu được nghĩa lý. Chẳng có một ai không hiểu được. Không những loài người hiểu được mà các loài thú cũng hiểu ra những gì Đức Phật nói, nên có câu: Phật dĩ nhất âm diễn thuyết pháp, chúng sinh tỳ loại các đắc giải. Kinh văn. Phật hỏi trong hàng tỷ khưu chúng con về Viên Thông: Con là người đầu tiên giải ngộ, nên Như Lai ấn chứng cho con là A Nhã Đa. Tính vi diệu của âm thanh vốn là nhiệm màu và viên mãn, con nhờ âm thanh mà chứng được A La Hán. Giảng giải. Phật hỏi trong hàng tỷ khưu chúng con: Này Đức Phật hỏi trong hàng tỷ khưu chúng con, bằng cách nào mà chứng được Viên Thông? Con là người đầu tiên giải ngộ, nên Như Lai ấn chứng cho con là A Nhã Đa. Con là người đầu tiên ngộ đạo và giải thoát. Tính vi diệu của âm thanh vốn là nhiệm màu và viên mãn. Con nghe âm thanh vi diệu của Phật, âm thanh ấy khế hợp với bản tâm của con. Nó vốn vi mật và viên mãn, hoàn toàn tương ứng, viên dung tâm tánh của con. Con nhờ âm thanh mà chứng được A-la-hán. Con tu tập qua phương tiện âm thanh và chứng được A-la-hán. Quán Thế Âm Bồ-Tát tu tập Viên Thông ở Nhĩ Căn,
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chọn nghĩ căn là tốt nhất để A Nan tu tập viên thông. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói rằng tu tập viên thông ở nhĩ căn là pháp môn thù thắng nhất. Kinh văn: Đức Phật hỏi về viên thông, theo sở chứng của con, âm thanh là hơn cả. Giảng giải: Đức Phật hỏi về viên thông. Đức Phật hỏi trong 18 giới, giới nào mà nhờ đó tu tập để chứng được viên thông? Theo sở chứng của con, âm thanh là hơn cả. Sự chứng ngộ của con là nhờ vào âm thanh, chính nhờ vào phương tiện ấy mà con chứng được A-la-hán. Thế nên con nghĩ rằng âm thanh là quan trọng nhất, đó là phương pháp thù thắng để tu tập viên thông. Ha ha ha, 问什么的说呵。